Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu với anh em một cây mai bonsai nữa. Cây này thì cũng được mình làm, mình ghép cũng lâu năm rồi. Từ lúc làm cây này là tầm 5 năm hơn á. 5 6 năm gì rồi. Cây đã thuộc thuộc chậu rồi nha. Chậu này thì mình vô cái chậu cũng rất là đẹp, giá trị cho cái cây mai. À, các bạn có thể thấy nhìn cái nước men và cái màu người ta phối chậu thì có thể biết những cái chậu như thế này giá trị rất là cao, rất là nhiều tiền. Chậu gia cố có những cái đường men, đường sơn này, người ta gia cố làm cũ đi, nhưng mà chậu này là rất là sáng bóng đó. Cây thì sung mãn nha. Cây này cũng được ghép giống dao luôn nha các bạn. Giống dao hoa sai. Hoa thì nhiều, bao nhiêu cho các bạn. Chỗ đây có một chỗ bé tí đây mà nó đóng 5-7 cái nụ hoa đây các bạn. Trời ngọn không á. Trong này trong thân nách này rất nhiều rồi. Đây là xuống lá, đây là hoa rất là đều nha. Cây thì nói chung là cây khỏe, đang rất là khỏe. Cây này thì mình giao lưu đến những anh em nào hôm bữa có hỏi những cây mai giá trị cao hơn á thì mình cũng có, nhưng mà mình cũng cũng ít khi nào mà giới thiệu những cây mai nhiều tiền như thế này. Mai nhiều tiền quá thì các bạn, một số bạn là không có điều kiện chơi. Mình chỉ giới thiệu những cây mai giá rẻ rẻ tầm trung cho anh em dễ chơi thôi. Còn những cây này thì do một số anh em yêu cầu riêng á, yêu cầu mình làm clip riêng để mà mình quay những cây mai giá trị và giao lưu cho mọi người, nên mình cũng làm, cũng quay rồi giới thiệu với các bạn. Form cây này thì cây cao 50 nha các bạn, từ mặt chậu lên là 50 á, và tính luôn cả chậu là 70, còn dàn tàn ngang nó thì 70, độ rộng tán thì 50 55. Nói chung thì form cây là chuẩn hết rồi. Những cây này giờ không có uống sữa gì nữa. Giờ chỉ có cắt nó mọc nó tược rồi nè. Các bạn dùng kéo các bạn bấm chặn thôi. Bấm chặn chặn lại nó sẽ nứt nhiều cái chi chi nhỏ như thế này, nứt ra. Cái đây là lúc trước mình cũng chặn ngọn nè. Mình chặn ngọn chỗ này thì nó nứt những cái chi bên trong nè, chi nách nè. Nó càng dày càng ấm cái cây mai nha. Giúp cho cây mai nó nhiều cành nhánh thì Tết nó sẽ có nhiều hoa hơn. Cây này nói chung là chuẩn hết rồi các bạn. Cành nhánh thân cành là sữa từ bé mà. Gốc đế đây. Quay gốc cho anh em xem. Nói chung mình giao lưu thì tiền nào của đó thôi. Mình giao lưu cây nhỏ thì giá rẻ. Cây càng đẹp càng to thì giá trị nó càng tăng lên. Nói chung thì rất là cây này ok rồi. Đường thân đây các bạn, gấp gọn vặn xoắn đây. Mình tăng độ sáng lên cho các bạn xem. Cái này thì Tết các bạn mới thấy được, lộ rõ được cái đường đi của thân cành. Giờ thì mình chỉ quay cái form dáng và cái gốc đế để các bạn hình dung thôi. Cây này thì cây cũng già xù hết rồi nè. Già xù hoa lão luôn nè. Hoa thạch luôn. Giờ nó cứng lắm. Cứng, chắc. Chắc chắn. Chân thì nói chung cũng cao. Cũng được. Đây các bạn. Vừa để rễ mà vừa để đẹp luôn á. Giá trị rất là cao. Hoa thì sai nha các bạn. Các bạn yên tâm về hoa của những cây như thế này. Rồi giờ mình quay lại một vòng cuối rồi mình sẽ kết thúc video hôm nay. Rồi mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn xem kênh thấy hay thì cũng nhớ đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông
khi nào mình đăng những video mới thì các bạn có thể xem kịp thời và chọn mua cho mình những cái mai ưng ý nhất. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rồi, xin chào.